Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 80. Kiếm Vương hay Minh Vũ đều không phải là người mà gã có thể tiếp đón được, phải mời giáo chủ Văn Mạch Tâm ra mặt mà thôi. Ha, thôi khỏi đi, cha cháu không thích náo nhiệt, không cần gọi ông ấy đâu. Lúc nào cần thì ông ấy sẽ xuất hiện thôi. Cô Minh khách sáo rồi, tiền bối Kiếm Vương cũng có mặt, cô ngồi trước đi ạ. Văn Hải mỉm cười, ồ, ông già đó cũng tới sao? Minh Vũ hai mắt sáng lên, cười ha hả đi về phía Kiếm Vương. Kiếm Vương, Minh Vũ đều có mặt thì quả thật là buổi hôn lễ của Văn Hải đã đầy đủ lắm rồi. Tiếp đó là có không ít nhân vật tai to mặt lớn có mặt, quan khách hô hào hết lần này tới lần khác, bị sốc bởi những nhân vật này tới mức quên cả nâng ly chúc mừng. Ứng Phan Đăng cũng có mặt, thân phận quán đặc biệt, hắn ngồi cùng mấy người Kiếm Vương, thế nhưng rõ ràng là mọi người không hiểu rõ nên thân phận hắn lắm. Chỉ có những nhân vật có máu mặt thì thầm cảm thán, họ không ngờ Sùng Tông Giáo đã có thể mời được cả người này. Lúc này, không biết ai hô lên, giáo chủ tới rồi. Giúp đời cáo trường đang sục sôi lập tức im phăng phắc. Tất cả đồng loạt quay qua nhìn hành lang thì thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ đỏ với vẻ mặt nghiêm túc bước vào. Lông mày người này chày và đậm, khí thế hừng hực, mặt vuông chữ đình trong vô cùng uy nghiêm, nhất là đôi mắt ông ta dù như khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đương nhiên, ngoài điều đó ra thì quan trọng hơn đó là sự có mặt của ông ta không hề thua kém gì Kiếm Vương hay Minh Phủ. Ông ta vừa xuất hiện, tất cả quan khách lập tức đứng lên. Chào giáo chủ, chúc mừng giáo chủ, chúc mừng. Tiếng hô vang rần rần cả không gian. Quan Mặc Tâm không thể hiện biểu cảm gì, chỉ đáp tay. Cảm ơn, mời ngồi, mọi người tự nhiên nhé. Cảm ơn giáo chủ. Tiếng hô lại vang lên. Văn Mặc Tâm có mặt có nghĩa là buổi tiệc chính thức bắt đầu. Tiếng trống rền vang, tiếng pháo nổ đi đoàn, niềm vui mừng bao trùm cả không gian. Bên ngoài sơn môn, hai bóng hình chậm rãi bước vào, đó là một bà cụ và cô gái. Bà cụ tuổi đã cao, cô gái phải chịu mới đi được, thế nhưng sắc mặt cô gái cũng trắng bệch, thở hổn hển, trán đẫm tấm mồ hôi. Như Thi chắc không sao chứ? Bà cụ vội vàng hỏi. Cháu không sao ạ. Lễ Như Thi lắc đầu, cố gắng mỉm cười. Như Thi cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách, chúng ta đợi chúc mừng xong thì bà sẽ dẫn cháu đi gặp thầy Đi Lâm. Bà cụ vỗ nhẹ bàn tay cô gái. Lễ Như Thi nghe vậy thì đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp, cô khẽ chịu đặt đầu. Dạ, đi thôi. Bà cụ vừa nói vừa tiếp tục đi về phía sơn môn, nhưng lúc này một chiếc xe đột nhiên lao vào, hơn nữa còn phanh gấp ngay đầu sơn môn. Đám đệ tử đứng trước sơn môn sợ hết hồn, hai bà cháu cũng vừa vàng nhìn tới. Đám đệ tử vây lấy chiếc xe. Chuyện gì vậy? Hình như xe không được lên núi. Ai cho các người lên đây xuống xe? Các người là ai? To gan đến cả quy tắc của Sùng Tông Giáo mà cũng dám phá sao? Tất cả xuống xe nhanh! Tiếng quát vang lên, đám đệ tử lập tức kéo cửa xe, nhưng lúc này cửa xe được mở ra, một đàn ông mặc đồ thể thao bước xuống. Lễ Như Thi vừa nhìn thấy thì run bắn lên. Thần Y Lâm. Cô ấy lẩm bẩm. Cái gì? Bà cụ giật mình vội vàng nhìn theo. Họ nhìn thấy thần Y Lâm bước về phía cửa với vẻ mặt tối sầm. Trong một căn phòng, tam trưởng lão của Sùng Tông Giáo mặt không cảm xúc nhìn đại sư Phong Điệp ở trước mặt, nhưng đại sư Phong Điệp chỉ cười trừ, có vẻ rất căng thẳng. Phong Điệp, Lạc Thiên ở dưới núi thật sao? Tam trưởng lão lại lùng hỏi. Đúng vậy, vừa nãy tôi còn gọi điện thoại cho đệ tử của tôi. Vết thương của Lạc Thiên đã được xử lý, chờ băng bó vết thương xong, tôi sẽ bảo đệ tử của tôi đưa cô ấy lên núi. Đại sư Phong Điệp nói ra. Tốt nhất là như vậy đi. Phong Điệp, ông cũng to gan lắm, dám xía cả vào chuyện của Sùng Tông Giáo tôi. Ông có biết như vậy nghĩa là gì hay không? Nếu như không nể mặt sư phụ ông và biết gia tình với Sùng Tông Giáo chúng tôi, thì ông hôm nay sẽ được yên thân sao? Tam trưởng lão hừ lạnh nói ra. Sau này Phong Điệp sẽ không dám nữa. Tam trưởng lão bất giận nhé. Phong Điệp là cuối người xin lỗi, thái độ rất thành khẩn. Bỏ đi, hôm nay là ngày vui có cậu chủ, ông cũng đến để chung vui. Nếu tôi đọc đến đâu mà để đồn ra ngoài thì rất khó coi. Đi uống rượu đi, ngày mai báo học trò ông nộp 10 triệu tiền bồi thường. Đừng có bày gây chuyện nữa, nếu không ông không xuống núi nổi đâu. Tam trưởng lão mất kiên nhẫn phất tay. À, được. Phong Điệp như chút được gánh nặng, vội vàng lui ra ngoài. Khi ông ta quay lại chỗ ngồi thì Hoắc Kiến Quốc đã uống xong một tuần rượu. Thấy ông ta bước tới, những người xung quanh đều cười mỉa mai. Chà, đại sư Phong Điệp, mùi vị không dễ chịu nhỉ. Ngồi ở bên cạnh nâng ly rượu đen cười nói. Phong Điệp chẳng nói chẳng rằng, ngay cả Sùng Tông Giáo cũng dám đắc tội Phong Điệp, tôi thấy đầu ông có vấn đề rồi đó. Hoắc Kiến Quốc không mạnh không nhạt nói ra. Anh bắt Phong Điệp lộ ra vẻ tức giận.
vốn định nói gì đó nhưng vẫn kiềm chế, chỉ lặng không lên tiếng, không nhìn Hoắc Chính Quốc nữa. Nếu đã rơi vào thế hạ phong, ông ta cũng đành nhẫn nhịn. Nhưng đúng lúc này, ôi cha, một tiếng đột ngột vang lên, sau đó một ly rượu bất ngờ đổ lên đầu đại sư Phong Điệp. Khuôn mặt ông ta lập tức ướt đẫm rượu, bả vai cũng ướt một mảng lớn. Khốn kiếp, các cậu làm gì thế hả? Phong Điệp nổi giận đứng phắt dậy, quát với đám người Hoắc Ngạo vừa đổ rượu vào ông ta. Xin lỗi, chú Phong Điệp, cháu bị trượt chân, ngoài ý muốn thôi mà, tất cả là chuyện ngoài ý muốn. Hoắc Ngạo vội vàng cúi đầu khom lưng xin lỗi. Khốn kiếp, rõ ràng anh cố ý, anh ngứa rồi sao? Vừa nãy đánh các anh vẫn chưa thấy đủ sao? Các đệ tử của Phong Điệp lập tức đập bàn đứng phắt dậy. Để đâu ra trượt chân chứ, thằng ngốc cũng biết là Hoắc Ngạo cố ý làm vậy. Khách cứ xung quanh sửng sốt, đồng loạt quay sang nhìn bên này. Hoắc Kiến Quốc cười nhạt, Phong Điệp sao nào, ông muốn gây sự sao? Lúc này người có sùng tôn giáo xung quanh cũng lần lượt nhìn sang, ngay cả giáo chủ Văn Mạch Tâm ở phía trên cũng liếc mặt mắt nhìn một cái. Sắc mặt Phong Điệp lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bây giờ thái độ của người sùng tôn giáo đối ông ta không tốt chút nào, nếu ông ta làm ầm mọi chuyện lên thì chắc chắn sùng tôn giáo sẽ không để yên cho ông ta. E là Hoắc Ngạo cũng biết điều này nên mới dám đối xử với ông ta như vậy. Phong Điệp, ông lại làm sao vậy? Tam Đại Lão bước từ trong phòng ra, sắc mặt âm trầm, nhìn ông ta với vẻ mặt vô cùng bất mãn. Tất cả ngồi xuống đi, Phong Điệp trầm giọng nói. Sư phụ. Một đám người nhìn về phía Phong Điệp, nghĩ rằng nghĩ lợi, siết chặt nắm tay. Ngồi xuống. Phong Điệp đại quát. Đám đệ tử tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ đành ngồi xuống. Chỉ là hiểu lầm thôi, không sao đâu, mọi người uống rượu tiếp đi. Phong Điệp nở ra nụ cười với người sùng tôn giáo rồi đặt ôn quyền với Tam trưởng lão. Tam trưởng lão chỉ hừ một tiếng không nói gì. Lúc này mọi người mới thôi nhìn sang, nhưng đám khách khứa đều đang cười trộm, ánh mắt nhìn Phong Điệp đầy chế giễu. Phong Điệp tái mét mặt, bàn tay siết chặt đi rượu, khiến ly rượu cũng bị rạn nứt. Đồ hèn. Hoắc Kiến Quốc lắc đầu là đục nói. Phong Điệp nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn lập tức nhảy lên đấm cho Hoắc Kiến Quốc một cái, nhưng ông ta biết nếu mình làm vậy thì sẽ tiêu đời. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng xôn xao, sau đó một người một vàng chạy vào. Sư phụ. Người kia kêu lên. Phong Điệp ngạc nhiên ngẩng đầu để nhìn, mới phát hiện là đệ tử kia chính là Tiểu Vũ, người trước đó được phái đi tiễn Lâm Minh xuống núi. Tiểu Vũ sao con lại về? Chẳng phải sư phụ bảo con đưa Lâm? Phong Điệp còn định nói gì đó, nhưng đúng lúc này một người bước ra từ phía sau lưng Tiểu Vũ, chính là Lâm Minh đã rời đi từ trước đó. Chỉ thấy anh đi tới giữa đám khách khứa, nhìn xung quanh một vòng, chậm rãi lên tiếng. Giáo chủ sòng tôn giáo là ai? Câu nói này lập tức khiến sảnh tiệc đang huyên náo trở nên im bặt. Vô số cặp mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn đến, nhưng không còn ai trả lời. Người này là ai mà to gan vô lễ như vậy chứ? Không biết người thầm nghĩ trong lòng, nhưng là mình phớt lờ không khí quỷ dị ở đây, tiếp tục lên tiếng. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc ai là giáo chủ sùng tông giáo hay không? Văn Bạch Tâm ở phía trên mặt không cảm xúc, đặt đi rồi xuống, chẳng đã đưa lên. Này chàng trai, cậu tìm bổn giáo chủ có chuyện gì vậy? Lời nói của Văn Bạch Tâm khiến không khí lập tức đông cứng lại. Ai đấy để đối dồn ánh mắt về phía anh chàng to gan này, hoặc là cười khẩy hoặc là giễu cợt. Tuy bọn họ không biết tên này từ đâu chui ra, nhưng dám gây sự trong đám cưới của con trai giáo chủ sùng tông giáo thì chắc chắn sẽ không được yên thân. Hoắc Kiến Quốc cũng vô cùng ngạc nhiên, sao anh ta lại quay lại chứ? Tịch Lâu Hương kinh ngạc nói ra, anh ta bị điên rồi sao, dám chạy đến đây gây rối. Người bên cạnh kinh hãi nói ra, haha, anh ta còn thú vị thật đấy, đã gây chuyện ở thượng võ quán chúng ta thì chớ, bây giờ lại dám làm loạn ở sùng tông giáo, thú vị đó. Cha, lần này cha không được ra mặt đâu đó, nếu không thượng võ quán chúng ta sẽ rước họa vào thân mất. Hoắc Ngạo tươi cười vỗ tay bôm bốp, nhìn Lâm Minh đầy chế nhạo. Ra mặt sao? Cha lấy gì để ra mặt chứ, đừng nói là cha sẽ không ra mặt, cho dù ta cầu xin cũng vô ích, tự đâm đầu vào chỗ chết thì không trách ai được cả. Hoắc Kim Quốc cũng hừ một tiếng. Những lời Hoắc Ngạo nói hoàn toàn là thừa thải, bởi vì từ lúc xảy ra chuyện kia thì Hoắc Kim Quốc đã mặc kệ Lâm Minh rồi. Dù sao trong mắt ông ta, Lâm Minh đã dính lấy Phong Điệp, mà Phong Điệp lại là kẻ địch của thượng võ quán, Lâm Minh làm vậy chắc cách nào phản bội. Còn Phong Điệp thì đã ngay ra tại chỗ, ông ta biết rõ thân phận của Lâm Minh. Đây là thần Y Lâm nổi tiếng ở Giang Thành đó. Ông ta tưởng rằng Lâm Minh sẽ dùng thân phận thần Y Lâm đến thăm hỏi, bàn bạc với sùng tông giáo chuyện về người bạn kia của mình, cũng tìm ra tay giải vây ông ta. Tuy thần Y Lâm và sùng tông giáo không liên quan gì đến nhau, nhưng với danh tiếng và y thuật của thần Y Lâm, sùng tông giáo sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt với anh. Nhưng điều khiến Phong Điệp cảm thấy hoàn toàn không ngờ đến là Lâm Minh lại ra mặt một cách lỗ mãng như vậy, còn trực tiếp thách thức giáo chủ sùng tông giáo. Chắc không phải cậu ta bị điên thật đấy chứ? Đại sư Phong Điệp,
khiếp đảm nghĩ thầm, nhưng dù là kẻ điên cũng sẽ không làm chuyện này. Các đệ tử Sùng Tôn Giáo ở xung quanh đều tức giận đứng bật dậy, có người gần đầu xông tới cho tên không biết trời cao đất dày này một bài học, nhưng bị Văn Mặc Tâm ngăn lại. Chàng trai, hình như tôi với cậu không quen biết nhau thì phải. Ông ta bình thản nói. Không quen biết cậu không sao, tôi nghĩ chắc ông cũng biết Lạc Thiên chứ nhỉ. Là mình mà không cảm xúc hỏi ra. Giọng nói anh vô cùng lạnh lùng. Lạc Thiên. Văn Mặc Tâm nhớ mày, là cô gái mà trưởng lão Khải Tố đưa về đó. Nói một cách nghiêm túc thì cô gái đó còn một chút họ hàng với ông. Một người ở bên cạnh cẩn thận nói với Văn Mặc Tâm. Lúc này Văn Mặc Tâm mới hiểu ra. Chỉ là đối với những người họ hàng xa lắc xa lơ này, ông ta trước giờ chưa bao giờ để ý tới. Lạc Thiên sao? Văn Mặc Tâm lại hỏi. Thì ông ta đã mất kiên nhẫn, nhưng trong dịp như thế này thì vẫn phải tỏ vẻ độ lượng. Chỉ thấy Lâm Minh chắc tay sau lưng, bình thản nhìn Văn Mặc Tâm nói ra. Lạc Thiên là bạn của tôi, vừa nãy tôi nhìn thấy cô ấy bị thương khá nặng. Khải Tố đâu? Hẳn là tôi đã nói với bà ta là sẽ đến Sùng Tôn Giáo đón cô ấy đi. Sao nào, các ông chưa nhận được tin này hay sao? Câu nói này đã vô cùng không khách sáo. Không ít người há miệng. Cậu ta đang làm gì vậy chứ? Chất vấn Văn Mặc Tâm sao? Trước cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ? Trong đầu cậu ta chứa cái gì vậy chứ? Bọn họ toát một hơi lạnh ròng ròng, đồng loạt quay sang nhìn Lâm Minh. Văn Mặc Tâm đanh mặt lại, sau đó ngoảnh lại nói với Văn Hải. Có chuyện này sao? Còn chưa nói bao giờ. Văn Hải lắc đầu. Thật ra Văn Hải có biết, nhưng anh ta không để trong bụng. Vậy sao? Chàng trai, có phải cậu nhầm rồi hay không? Văn Mặc Tâm nhìn Lâm Minh, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc. Nếu cậu đến để uống rượu thì vào chỗ ngồi đi. Hôm nay chỉ là ngày vui của con trai tôi. Tôi không muốn khiến mọi người bất hứng. Nếu không phải đến để uống rượu chúc mừng thì cửa ở kia, nếu cậu tự rời đi, tôi sẽ không tính toán gì với cậu cả. Văn Mặc Tâm làm như vậy đã rất nể mặt rồi, nhưng đã bắt cửa ở hai bên, đã không nhịn được mà lên tiếng. Thằng khốn kiếp, mau cút đi. Đây là nơi mà mày quên hoang được sao? Giáo chủ đã quan hồng đại lượng rồi, còn không mau quỳ xuống cảm ơn đi. Nếu là ngày thường thì sợ là mày đã tan xương nát thịt rồi. Còn không mau quỳ xuống. Quỳ xuống cảm ơn thằng chó chết. Giáo chủ tha thứ cho mày, nhưng bọn ta thì không. Mà có thể ra khỏi cánh cửa này, nhưng phải bò ra đó. Đã cách cửa, lão ồn ào, thậm chí có người còn đứng ra cản đường Lâm Minh, bắt anh phải nằm sấp xuống. Hiện trường trở nên náo loạn. Đã cách cửa này đều muốn thể hiện bản thân, lấy lòng Văn Mặc Tâm. Bọn họ không phải là đồ ngốc, để hiểu tại sao Văn Mặc Tâm lại nhấn nhịn như vậy. Nói cho cùng là ông ta không muốn chấp nhất với hạng người vô danh này, nếu không chỉ khiến mình mất thân phận. Nhưng bọn họ thì khác. Vì vậy khi đám khách khứa chỉ trích, thậm chí là chửi đũa Lâm Minh, ông ta vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Minh bị muôn người phỉ nhổ. Cha đến uống rượu với mấy người như tiền bối kiếm vương đi, để con đi xử lý người này cho. Văn Hải bước tới nhỏ giọng nói, xử lý âm thầm, đừng làm to chuyện nha. Văn Mặc Tâm nói ra, cha yên tâm đi, con tự biết chừng mực. Văn Hải gật đầu. Văn Mặc Tâm xoay người đi về phía bàn rượu của đám người kiếm vương. Hiển nhiên ông ta không có bất cứ hứng thú gì với người như Lâm Minh, nhưng Lâm Minh lại không muốn vậy. Anh lạnh lùng nhìn Văn Mặc Tâm lại lên tiếng, Sùng Tôn Giáo, tôi cho các ông 10 giây suy nghĩ, lập tức giao người đã đánh Lạc Thiên bị thương ra đây, nghe rõ chưa? Anh vừa dứt lời, mọi người liền cười ầm lên. 10 giây sau, 10 các con mẹ mày á, mà nghĩ mày là cái thá gì hả? 10 đàn ông không nhìn được nữa, giơ tay tát một cái rất mạnh và bạch Lâm Minh. Nhìn bàn tay để vết chai của hắn, nếu tát trúng cái tát này thì sợ là rụng cả hàm răng. Cậu nhóc, Phong Điệp biến sắc xông tới. Đám người Hoắc Kiến Quốc của Thượng Võ Quán thì cười khẩy, nhưng khoảnh khắc bàn tay kia sắp tát trúng Lâm Minh, sắp bạn anh trở nên lạnh lẽo, lật tay tấm lấy cổ tay người đàn ông kia. Bàn tay hắn lập tức khựng lại giữa không trung, không thể tiến về phía trước nửa phân. Sau đó bàn tay còn lại Lâm Minh hóa thành thủ đao chém mạnh về phía cánh tay hắn. Prát, tiếng xương gãy rần tan vang lên. Chỉ thấy cả cánh tay của người đàn ông kia đã bị Lâm Minh chém đứt lìa, máu tươi bắn ra tung tóe, xương trắng lòi ra, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Cái gì? Xung quanh lập tức chấn động. Văn Hải kinh hãi trợn to mắt. Văn Mặc Tâm đang uống rượu ở phía bên này không khỏi nhíu mày. Chỉ có hai bóng dáng đang đứng ở ngoài cửa là có vẻ bình tĩnh. Nhát thủ đao này của Lâm Minh có thể nói là chém vàng chém ngọc, vô cùng sắc bén. Anh cầm được cánh tay kia yên lặng nhìn chằm chằm về phía Văn Hải. Còn người đông thì ôm được cánh tay còn lại lăn lộn dưới đất, kêu tiếng kêu thảm thiết như xé toạc bầu trời. Văn Hải biến sắc, có chút không biết nên làm thế nào. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên anh ta thấy một người hung tàn như vậy. Nhưng Lâm Minh không làm gì Văn Hải mà xoay người lại nhìn đám người xung quanh. Anh, vừa rồi có phải anh chửi tôi có mẹ sinh ra nhưng không có cha dạy đúng không? Lâm Minh chỉ vào người đông gầy yếu nói ra, tôi. Người đàn ông kia há miệng lắp bắp mãi không nên lời. Lâm Minh
giơ tay túm lấy tóc Khánh rồi lôi hắn ra, sau đó đập một phát thật mạnh vào lồng ngực Khánh. Rắc, tiếng xương gãy giòn tan lại vang lên. Người kia bay đi hơn 3 mét, sau đó va vào bức tường khiến bức tường rạn nứt, rồi mới rơi xuống đất ngất đi, trong miệng toàn là máu, lồng ngực lõm xuống không biết sống chết ra sao. Hả? Đám người sợ hãi vội vàng lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Còn anh, vừa rồi anh chửi tôi là thằng chó chết đúng không? Lê Minh lại chỉ vào một người khác. Đâu 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 có, không phải tôi. Người kia vội vàng kêu lên, nhưng anh ta không thoát khỏi sự trả thù của Lâm Minh, bị đánh văng đi, rách da, chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Đám cánh cửa trở nên nhốn nháo, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Văn Hải, con làm cái gì vậy? Còn không mau bắt người này lại. Minh và Tâm lại đụng nó ra. Dường như lúc này Văn Hải mới thoát khỏi sự kinh hãi, lập tức kêu lên, người đâu, bắt anh ta lại cho tôi. Rõ. Rất nhiều đệ tử của Sùng Tông giáo từ bốn phương tám hướng lao tới. Những người này đều là luyện võ, ai nấy cơ bắp cường tráng, lòng tin hổ mãnh, khí thế đáng sợ. Các trưởng lão cũng là được đứng dậy duy trì trật tự. Mọi người đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người. Xảy ra chút vấn đề mà thôi, nhưng mọi người đừng hoảng loạn, có giáo chủ ở đây, chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Mọi người hãy bình tĩnh. Các trưởng lão kêu lên, các đệ tử từ khắp nơi cùng nhau nhảy bổ về phía Lâm Minh. Đám người Phong Điệp và người có thuộc ở quán đều trố mắt ra nhìn. Bọn họ đã bị sự hung tàn của Lâm Minh làm cho kinh sợ. Nhưng bây giờ Sùng Tôn giáo bắt đầu nghiêm túc để xem anh lấy cái gì chống lại họ. Tôi không tin tên này có thể đối phó được với cao thủ của Sùng Tôn giáo. Lúc này Hoắc Ngạo mới thoát khỏi sự kinh hãi do Lâm Minh mang tới. Những lần nói ra, thực lực của Lâm Minh quá thực khiến anh ta kinh ngạc. Nhưng khi anh ta thấy một người dù mạnh đến đâu cũng không thể đối đầu với một cả một tông được. Chỉ có điều nơi này không mấy ai hiểu rõ về Lâm Minh, thậm chí là Liễu Như Thi đang đứng ở cửa. Cô ấy ngay ra nhìn Lâm Minh, thì thấy Lâm Minh khua tay múa chân đánh tới, quyền cước nhanh như chớp, các chiêu thức gì cũng không có gì hoa mỹ, nhưng nắm đấm chắc nịch nện vào người bọn họ, ầm 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 ầm, những âm thanh nặng nề vang lên. Chẳng mấy chốc tất cả những người Sùng Tôn giáo xông tới để đặt bẹp dí dưới đất, đầu óc choáng váng, mặt mũi sưng phù, mỗi nắm đấm xử lý một người. Xung quanh trở nên im lặng, ai nấy há hốc miệng chứng kiến cái này. Lúc này ngay cả Văn Bạch Tâm, Chiến Vương cùng với Minh Vũ cũng hỏi đặt ly xuống, quay sang nhìn. Đây chính là Thành Y Lâm sao? Bà đã đứng bên cạnh, há miệng Lâm Minh nói ra. Là anh ấy, mà cũng không phải là anh ấy. Như thì không thể nhìn thấu người này. Để như thì thấy rất dài, đôi mắt sáng như sao, nhìn Lâm Minh chằm chằm, một lúc đâu vẫn không thể rời đi. Sang ra hôm nay Sùng Tôn giáo gặp chút rắc rối rồi. Ẩn Phan Lan tiếp tục uống rượu với mặt bình tĩnh, lẩm bẩm. Một lũ vô dụng. Văn Hải nổi giận đùng đùng gầm lên với các đệ tử đang nằm dưới đất kia. Cậu chủ, tôi, chúng tôi. Các đệ tử há miệng nhưng không biết nên giải thích thế nào. Bà thậm chí còn không nhìn rõ quyền cước của Lâm Minh, thì còn gì để nói chứ? Đây đâu phải là người bình thường chứ? Nhưng cái mà Văn Hải nhìn thấy lại là bản thân mất sạch sẽ, thể diện, Sùng Tôn giáo trở thành trò cười cho mọi người. Người đâu, tiếp tục đánh cho tôi, cho đến khi nào? Đánh chết người này thì thôi. Tôi không cần biết anh ta là ai, dám với sự trầm đám cưới của tôi nhất định phải cho anh ta chết ở đây, xong đây. Văn Hải tức giận gầm lên. Bốn phương tám hướng lại có rất nhiều người có Sùng Tôn giáo xông tới, nhưng đúng lúc này Văn Bạch Tâm đứng dậy. Văn Hải, dừng tay đã. Cha. Văn Hải quay phát lại, nhìn Văn Bạch Tâm với vẻ khó tin. Đừng để sự giận dữ che mất mắt con. Văn Bạch Tâm bình thản nói, sau đó quay sang nhìn Lâm Minh. Chàng trai, trước cậu là ai? Cuối cùng Văn Bạch Tâm cũng nghiêm túc với Lâm Minh. Dù sao có thể có được thân thủ như vậy thì chắc chắn không phải là người bình thường. Giang Thành, Thần Y Lâm. Lâm Minh cũng không giấu giếm, nói thẳng ra danh tính. Anh vừa dứt lời, xung quanh lập tức ồ lên. Cái gì? Thần Y Lâm của Giang Thành sao? Thần Y Lâm chạy tới tận đây sao? Trời ơi, cậu ta chính là thần y trẻ tuổi đã đánh bại Y Vương Hàn Thành đó sao? Nhìn còn có vẻ còn trẻ hơn trong lời đồn. Ngày đó cậu ta còn là CEO của tập đoàn Dương Hoa nữa đó. Thả nào dám đơn thường độc mã đến Sùng Tôn giáo. Đã có cửa xôn xao bàn tán, có người tán thưởng, có người không phục, còn có người khen không dứt miệng, thái độ so với trước đó có thể nói là thay đổi 180 độ. Còn Văn Bạch Tâm cũng không khỏi sửng sốt gật đầu. Hóa ra là Thành Y Lâm của Giang Thành. Giá Lâm đúng là rồng đến nhà tôm. Thành Y Lâm, tôi không biết trước đó có hiểu lầm gì, nhưng mời cậu đến đây trò chuyện, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống cùng trò chuyện. Đối với Thành Y Lâm, Sùng Tôn giáo không thể không quan trọng. Phải biết rằng Thành Y Lâm còn trẻ như vậy đã được đồn thành truyền thuyết, vậy còn sau này thì sao chứ? Đừng nói là Văn Bạch Tâm coi trọng như vậy mà Minh Vũ cũng xả mắt lên nhìn Lâm Minh. Dù là Kiếm Vương vẫn chỉ ngồi uống rượu không quan tâm đến ai, nhưng lúc này không khỏi quay sang nhìn. Thế nhưng Lâm Minh không hứng thú ngồi đây uống rượu. Anh bình thản nhìn Văn Bạch Tâm mà không cảm xúc nói ra. Vậy là đến hiện giờ Sùng Tôn giáo vẫn không chịu giao ra người đã đánh Lạc Thiên bị thương cho tôi hay sao?
Quan Bạch Tâm nghe thấy thế lại nhíu mày. Sắc mặt Quan Hải có chút căng thẳng. Anh ta không ngờ Thần Y Lâm đến đây để giấy binh khỏi tội. Thần Y Lâm với chủ của Lạc Thiên thực ra cũng là mấy phần do ngoài ý muốn. Quan Hải chần chừ một lát rồi nói, nhưng anh ta vừa dứt lời, Lâm Minh bỗng giơ tay ra, nhanh như chớp túm lấy cổ áo Quan Hải, luân tay lại. Quan Hải run lên bần bật, nhìn về phía trước, chỉ thấy khuôn mặt Lâm Minh có như là dán sắt vào mặt anh ta, đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh ta chậm chậm. Nói vậy là anh biết người đánh Lạc Thiên bị thương là ai? Hay nói cách khác, chính anh là người đánh Lạc Thiên bị thương, đúng không? Nhìn đôi mắt lạnh lẽo kia, toàn thân Quan Hải không khỏi run rẩy. Cậu chú, anh làm cái gì vậy? Mau thả cậu chú ra! Người có sùng tôn giáo thấy thế, tất cả đều cuống quýt kêu lên. Các trưởng lão không thể ngồi yên được nữa, là được tiến tới. Nhưng cũng chỉ có người sùng tôn giáo dám hành động, đã cách cửa đã không còn ai muốn xía vào chuyện này nữa rồi. Trước tiên không nói đến kết cục của mấy người vừa rồi thê thảm đến mức nào, chỉ riêng thân phận của người này thôi, đó là Thần Y Lâm nổi tiếng như cồn đó, bỏ ai mà muốn chọc vào chứ? Đã cách cửa không chọc vào thì sẽ được bình an vô sự, nhưng có một đám người tim đập thình thịch, sắc mặt vô cùng phức tạp. Chính là đám người của Thượng Võ Quán hoặc Hoắc Kiến Quốc lùi lại mấy bước, cả người lảo đảo đứng không vững. Hoắc Ngạo và Tịch Lưu Hương như bị sẽ đánh ngang tai, ngây người ra nhìn. Những người còn lại cũng vậy, nhiều người còn tưởng là mình đã nghe lầm, phải hỏi người bên cạnh xem rốt cuộc tên này có phải là Thần Y Lâm thật không. Thì đúng thật là Thần Y Lâm thì to chuyện rồi. Người có sùng tôn giáo vốn định xông tới, nhưng người tới thân phận của người này cũng không khỏi do dự. Đây không phải là Thần Y Lâm, anh ta chỉ là một học trò có hùng trước mặt mà thôi. Lúc này Hoắc Ngạo bước tới, lớn tiếng mà kêu lên. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía anh ta. Hoắc Kiến Quốc bỗng nhìn con trai mình một cái. Hoắc Ngạo, anh nói gì cơ? Người này không phải là Thần Y Lâm sao? Quan Hải vẫn đang bị Lâm Minh tấm cổ run rẩy hỏi. Thực ra người này đi theo chúng tôi đến đây, anh ta học trò có hùng tướng bạch, đã đến đây là để mở mang kiến thức. Anh ta không phải Thần Y Lâm gì cả. Mọi người đừng để bị anh ta lừa. Hoắc Ngạo lớn tiếng nói, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Hiển nhiên là anh ta không tin, anh ta có chết cũng không tin. Cũng không chấp nhận được sự thật này. Học trò của hùng trưởng bạch sao? Có người học nhìn về phía Hoắc Kiến Quốc. Hoắc Kiến Quốc chần chừ một lát rồi gật đầu. Đúng vậy, cậu ta đến Thượng Võ Quán của tôi đúng là được hùng trưởng bạch nhờ vả. Nói là nhờ vả chúng tôi đưa cậu ta đến sùng tôn giáo mở mang tầm mắt, chúng tôi đưa cậu ta theo. Nhưng cậu ta quá ngang ngược, Thượng Võ Quán chúng tôi không có quan hệ gì với cậu ta cả. Đã đến nước này rồi thì Hoắc Kiến Quốc chỉ muốn phủi sạch quan hệ. Đương nhiên ngoài ra thì ông ta không muốn để Lâm Minh được đắc ý. Nếu người này quá thực giả mạo Thần Y Lâm đến cáo mượt vai hùng thì tại sao ông ta không vạch trần chứ? Hơn nữa ông ta cũng không tin. Nhưng ông ta vừa thích lời, không ít người có mặt nhỏ giọng kêu lên, vậy thì đúng rồi, người này chắc chắn là Thần Y Lâm. Những tiếng xì xào hỗn tạp không ngừng vang lên. Hoắc Kiến Quốc ngạc nhiên, Hoắc Ngạo cuốn lên, này rốt cuộc các người có nghe thấy cha tôi nói gì không vậy? Sao anh ta lại là Thần Y Lâm được chứ? Các người bị ngu rồi sao? Người ngu là anh mới đúng. Một khách mời ở bên cạnh cười khẩy, lẽ nào Thượng Võ Quán các anh chưa nhận được tin sao? Nam phái của hùng trưởng bạch đã không còn nữa rồi, cái gì? Hai cha con Hoắc Kiến Quốc và Hoắc Ngạo như bị sét đánh ngang tai. Hơn nữa tôi còn nghe nói người tiêu diệt nam phái chính là Thần Y Lâm, hiện giờ nam phái đã quay sang đi theo Thần Y Lâm rồi. Tuy hùng trưởng bạch là viện trưởng của nam phái, nhưng ta trước giờ không bao giờ nhận học trò, đây là điều mà ai nấy đều biết. Bây giờ bỗng dưng có một người tự xưng là học trò hùng trưởng bạch đến tìm các anh ta không phải Thần Y Lâm thì còn có thể là ai được chứ? Còn ai có thể có bản lĩnh để hùng trưởng bạch ra bạch chứ? Các anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này sao? Vị khách kia ở bờ kia nói tiếp. Hai cha con Hoắc Kiến Quốc ngay thế sắc mặt trắng bệch, đứng không còn vững nữa rồi. Còn những người khác của Thượng Võ Quán thì đã mặt sáng như tro tàn, có người còn run lẩy bẩy. Vừa nghĩ đến những chuyện bọn họ đã từng làm với Lâm Minh, là bọn họ lại càng thấy hối hận và sợ hãi khôn xiết. Lâm Minh không hứng thú với người của Thượng Võ Quán, trong mắt anh Hoắc Ngạo cũng chỉ là một tên hề mà thôi. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, Lâm Minh nhìn chằm chằm Văn Hải trước mặt, mặt không cảm xúc nói ra, việc này tôi Văn Hải hóa miệng, toàn thân run rẩy, không biết để nói gì cho phải. Nhưng đúng lúc này Ứng Phán Lan bỗng nhiên đặt ly rượu xuống, bình tĩnh lên tiếng, Thần Y Lâm đừng làm khó Văn Hải nữa, Lạc Thiên lại cho tôi đánh bị thương. Lâm Minh quay sang nhìn Ứng Phán Lan, chỉ thấy hắn vô cùng bình tĩnh tự rót cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, nhìn Lâm Minh nói ra, tay của cô ta là do tôi giẫm, cũng là tôi ép cô ta nhảy từ nơi cao xuống như vậy, không liên quan gì đến Văn Hải cả, anh thả người ta ra đi. Cậu chủ Ứng mấy mặt Văn Hải phức tạp, được. Lâm Minh gật đầu, thả tay ra, bước về phía Ứng Phá Đăng, bước chân như bay.